Hôm nay cao thủ chân tu không có. Chiến thần đến giờ này 4 giờ rưỡi chưa thấy. Chân mệnh đế tiên tập 523, cũng là truyện tiên võ truyền kỳ, chương 3705 đến chương 3709. Ta tên là Diệp Đế Hào. Diệp Đế Hào mỉm cười. Ngươi và ta đã từng có một đoạn nhân duyên nhân quả kéo dài không ngừng. Ta không nhớ rõ. Cơ Tuyết Băng nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mờ mịt. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Chúng ta hãy nói đến quyển sách không có chữ trong tay ngươi đi. Diệp Đế Hào mỉm cười, chuyển biến chủ đề khác. À, một vị lão bối tặng cho ta. Cơ Tuyết Băng nhàn nhạt cười một tiếng. Lão tiền bối từng nói, trong sách không có chữ, nhưng trong lòng có chữ. Sách chính là thiên địa, chữ chính là vạn vật. Đọc sách tựa như là tu đạo. Đời trong sách không có chữ, chính là đạo siêu thiên địa, hóa phàm mới là chí thánh của vạn vật. Đạo vượt xa thiên địa, vạn vật chí thánh. Diệp Đào lẩm bẩm một tiếng. Lời nói của Cơ Thiết Băng vừa rồi lại để cho tâm cảnh của anh rung động. Đối với đạo của hỗn độn vạn vật lại có thêm mấy phần nhận biết. A, đang thời điểm Diệp Đế Hào sa vào trong suy nghĩ, chợt nghe Cơ Thiết Băng bên cạnh thân đau khổ khẽ rên một tiếng. Vừa nghe được thanh âm này, Diệp Đế Hào vội vàng quay đầu lại. Anh cho rằng tiên quang ký ức đã có tác dụng, nhưng sự thật cũng không phải là như anh nghĩ. Cơ Tuyết Băng cũng không phải là đã mở ra ký ức kiếp trước mới đau khổ than nhẹ như thế, mà là lôi điện không thể giải thích nổi đang hiển hiện trên thân thể nàng, xé rách thân thể mềm mại của nàng. Thiên khiển. Diệp Đế Hào thần sắc đại biến, một chút liền nhìn ra lôi điện đen nhánh kia là vật gì. Cũng không phải chính là lôi đình của thiên khiển hay sao? Anh so với bất luận kẻ nào trên đời đều rõ ràng nhất, đó là sự trừng phạt của trời cao. Đừng, đừng có tới gần ta. Cơ Tuyết Băng dừng lại, lung lay sắp đổ, ngồi xếp bằng ở hư không, nói với Diệp Đế Hào. Cái này, tình huống này là như thế nào chứ? Kỳ Vương giật nảy mình, rất tự giác, cắm đầu, chạy đi rất xa. Dường như phát giác ra lôi đình màu đen đáng sợ kia, thậm chí phải nói là toàn bộ tâm linh đều đang run sợ. Nàng cũng đang nghịch thiên mà đi sao? Diệp Đế Hào lông mày nhíu lại càng sâu, chạm đến ý chí của trời cao. Trời cao hạ xuống trừng phạt muốn hủy diệt. Năm đó anh chính là gây ra thương thiên như thế này. Không nghĩ ra một Cơ Thiết Băng cũng bị trời phạt như thế này, mà lại khí thế thật hùng mãnh dị thường. Lui, lui đi. Cảm giác được Diệp Đế Hào vẫn còn ở tại bên cạnh thân mình, Cơ Tuyết Băng lại lần nữa đau khổ than nhẹ. Ta không giúp được gì rồi. Diệp Đế Hào hít sâu một hơi, xê dịch bước chân, nhưng bước đầu tiên còn chưa kịp rơi xuống, hoang cổ thánh thể của anh cũng rung lên bần bật, tiếp theo một ngụm máu tươi phun ra, từng đạo lôi đình đen nhánh cũng theo đó mà hiển hiện, phủ kín toàn thân anh, xé rách tứ chi bách hải của anh, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, tàn phá lấy sinh cơ cùng đạo căn của anh. Đáng chết! Diệp Đế Hào nghiến răng, lảo đảo một chút, cũng tức khắc khoanh chân ngồi tại Vân Tiêu. Các ngươi làm sao vậy? Kỳ Vương đứng cách đó không xa, nhìn có chút mờ mịt. Cũng không biết hai người họ bị cái tổn thương gì, khẳng định đáng giá là bọn họ chịu chịu là tổn thương giống y như nhau, mà lại cực kỳ bá đạo, ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở mà thôi, hai người đã là máu me đầm đìa, nhìn thấy thân thể mà giật bắn mình. Ngươi và ta hóa ra là cùng một loại người sao? Cờ Tuyết Băng nở nụ cười, bên trong mang theo máu, thân sắc càng lộ ra vẻ đau khổ. Ngươi là chọc giận ông trời như thế nào? Diệp Đế Hào chậm rãi nhắm lại hai mắt, kiệt lực chống cự thiên khiển đã động đến cấm kỵ vô thượng.
Cơ Tuyết Băng méo xệch cười một tiếng, cũng nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp. Ta cũng giống như vậy. Diệp Đại Hào cũng cười một tiếng. Thánh thể trong cơ thể biến hóa thành một thanh sát kiếm vô hình, không ngừng trảm diệt lôi đình trên người anh. Đây là ý chí bất khuất đang cố gắng đối kháng với trời cao. Cơ Tuyết Băng cũng giống như vậy. Nhìn thì như là yếu đuối, thực chất bên trong cũng là bất khuất, hóa ý chí ra thành kiếm, trảm diệt lôi đình, nghịch lại thiên đạo vô tình, muốn xông phá gông xiềng trong cõi u minh. Cái gọi là trời cao là một cái gọi là ý chí, không cho người khác xâm phạm, cũng giống như một đại thủ vô tình đang khuấy động vận mệnh của họ bọn họ. Thương sinh chính là món đồ chơi dưới tay nó. Diệp Đại Hào cùng Cơ Tuyết Băng nghịch lại chính là loại ý chí kia, phản kháng chính là bàn tay to lớn vô hình kia. Có lẽ là vì bọn họ bất khuất, kháng cự lại gây tức giận cho trời cao kia, thiên khiển càng mãnh liệt hơn đáng tới, tàn phá thân thể của bọn họ, muốn đem hai người tiêu diệt tại bên trong dòng sông dài thời gian. Đây là một hình ảnh đẫm máu, so với thiên nhân ngũ suy còn dọa người hơn. Kỳ Vương đứng nhìn cách đó không xa, toàn thân run rẩy, không biết lôi đình đen nhánh kia là vật gì, chỉ biết lôi đình đen nhánh đó nếu như rơi vào trên người hắn, hơn phần nữa hắn đã đứng bên trên hoàng tuyền, cũng chỉ có hai người bọn họ, loại người bất khuất đó mới có khả năng chống cự. Hắn ngược lại là muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết giúp như thế nào. Đây hết thảy đều đến quá đột ngột, quá mức quỷ dị. Đang lúc thời điểm hắn lo lắng, từ chân trời xa xôi có bóng người hiển hiện, đạp trời mà đến, khoảng cách tới bên này càng lúc càng gần. Chính là chín vị thánh nhân, khí tức cường đại, nghiền ép khiến hư thiên đều rung chuyển. Chín vị thánh nhân này tốc độ cực nhanh, nhanh như những đạo thần hồng, đang khi nói chuyện liền đã đến mãn hư vô cao thiên này. Trong nháy mắt liền nhìn thấy Diệp Đại Hào cùng Cơ Tuyết Băng cùng Kỳ Vương đứng cách đó không xa, ánh mắt đang đầy đề phòng. Bị trọng thương sao? Chín người từ Kỳ Vương nơi đó thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm về Diệp Đại Hào cùng Cơ Tuyết Băng. Nhìn xong còn không quên nhìn sang túi trữ vật của hai người. Bên trong con người chín người đều có một tia tham lam đang lóe lên. Lúc này liền có một tôn thánh nhân chuyển động, vươn ra bàn tay to lớn của mình chộp tới hai người từ phía sau. Chỉ là không chờ bàn tay to kia chạm tới hai người, Kỳ Vương liền hiện thân, một móng đạp nát bàn tay to lớn kia. Lần này con hàng này ngược lại là có nghĩa khí, biết rõ trạng thái của Diệp Đại Hào cùng Cơ Tuyết Băng. Đừng nói là đứng dậy đại chiến, ngay cả bản thân hai người bọn họ đều chưa hẳn đã trụ nổi, chịu được sóng to gió lớn. Nếu có chút sai lầm nào đó thì cả hai chính là tan thành mây khói. Hắn nếu không ra tay, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người này là ta bảo hộ, cút đi. Kỳ Vương xuất ra phòng hộ, căm tức nhìn chín thánh vương. Chỉ là một cái chuẩn thánh nho nhỏ, muốn chết sao? Một tôn thánh nhân hừ lạnh, đột nhiên vung kiếm lăng thiên chém tới. Muốn chết cái bà cô ngươi! Kỳ Vương mắng lại, từ giữa lông mày có thần mang bắn ra, ép diệt kiếm mang kia. Đi chết đi! Tôn thánh nhân thứ hai lao vút tới, một chưởng như thần đao đánh cho Kỳ Vương một trận lão đảo. Kỳ Vương cũng còn chưa kịp đứng vững gót chân, liền bị vị thánh nhân thứ ba một chưởng vỗ cho huyết cốt đầm đìa. Trấn áp cho ta! Lại có ba tôn thánh nhân quát lạnh, cùng nhau ra tay, hợp lực thôi động một cái đồng lô lăng không đè xuống. Kỳ Vương vốn là đang bị thương, liền bị trấn áp tại chỗ, không đứng dậy nổi. Có gan thì đơn đấu đi! Kỳ Vương tức giận chửi, muốn đứng dậy, nhưng lại là bị ép tới mức không thể động đậy. Hắn cho dù cũng là chuẩn thánh, nhưng tài năng của hắn là sanh bảo vật, mà không phải là chiến lực. Cùng Diệp Đại Hào và Cơ Tuyết Băng, hai kẻ bất khuất này, tự nhiên là không cách nào so sánh được, mà là đối phương là chín vị thánh nhân, tự nhiên là chơi không lại. Không biết tự lượng sức mình.
Đối với kỳ vương đang gầm thét chửi rủa, chính vị thánh nhân không thèm nhìn thẳng hắn. Bọn hắn muốn tiếp cận vẫn là Diệp Đế Hào cùng Cơ Tuyết Băng, mà lại đã xông tới vây quanh, từng tên mắt lộ hung quang. Hai người các ngươi ngược lại là tỉnh lại một chút đi à. Kỳ vương bất lực điên cuồng hô hoán sau lưng Diệp Đế Hào cùng Cơ Tuyết Băng. Cho dù là tỉnh lại một chút thôi cũng được, phải tỉnh lại, nếu không chúng ta sẽ xong đời đó. Thế nhưng là đối với sự gào thét của hắn, Diệp Đế Hào cùng Cơ Tuyết Băng tựa như chưa từng nghe được, hoặc là nói là nghe được, lại là bất lực đứng lại dậy. Chỉ trách thiên khiển ngày hôm nay đến quá mức mãnh liệt. Vẫn thực sự như là kỳ vương suy nghĩ, hai người bọn họ từ bản thân mình cũng khó mà bảo đảm, chứ nói chi là đứng dậy đối chiến. Bảo bối xác nhận có không ít đó. Một tôn thánh nhân cười âm trầm đã giơ lên huyết sắc kiếm. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo thần hồng vô song từ phương xa quét tới, không hề sai lệch, đánh trúng sát kiếm kia, đem nó nghiền ép thành tro bụi. Cho dù là tôn thánh nhân kia cũng văng tứ tung ra ngoài. Người nào? Còn lại 8 tôn thánh nhân cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng thần hồng đang lao tới. Nơi đó có một tiên tử bóng hình áo trắng xinh đẹp đạp trời mà đến, như là từ trong mộng cảnh đi ra. Đôi mắt xinh đẹp lặng phẳng lặng như nước, thần sắc đạm mạc, mái tóc dài màu xanh nước biển phiêu dật, mỗi một sợi đều nhuốm thuần hoa. Nàng thánh khiết không dính khói lửa trần gian, vạn vật đều dường như vì vậy mà kém đi một chút. Nữ tử kia chợt nhìn lại có chút quen mặt, nhìn kỹ hơn vẫn thực sự là người quen, Sở Linh Ngọc. Diệp Đế Hào đang nhắm mắt, khóe miệng hiển hiện ra một nụ cười, tựa như anh đã biết người đến là ai chuyển thế. Đệ tử chân truyền của Chư Thiên Kiếm Thần quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Khi Diệp Đế Hào còn đang lẩm bẩm, Sở Linh Ngọc đã nhanh nhẹn lướt tới, đạm mạc nhìn ra, mảy may có chút chấn động tình cảm. Giết nàng! Có lẽ là cảm nhận được Sở Linh Ngọc cũng không phải là một loại chuẩn thánh bình thường, chín vị thánh nhân lại cùng nhau công kích đi ra. Mỗi người đều nắm giữ bí pháp thần thông riêng phần mình, đều là đại thuật sát sinh, lăng thiên, trấn ép hướng về phía Sở Linh Ngọc. Sở Linh Ngọc không nói câu nào, bước ra một bước, thuấn thân biến mất, tránh thoát khỏi kính áp của chín vị chuẩn thánh. Nàng lại hiện thân lần nữa, đã ở tiết thư vô mờ mịt. Nhưng thấy nàng nhẹ phẩy cánh tay ngọc, một chỉ vạch ra một dải tiên hà, vô thượng đạo pháp vòng quanh, lóe sáng tinh không. Chín vị thánh nhân bị nuốt chửng ngay tại chỗ. Phá cho ta! Chín vị thánh nhân cũng không phải là những kẻ ăn chay, hợp lực thôi động một luồng thần đao đen nhánh băng lãnh. Đó là một tôn chuẩn thánh vương binh đáng sợ. Trên đó còn chưa khô cạn máu tươi, không biết đã chém giết bao nhiêu sinh linh. Một khi vừa được xuất ra, liền có tiếng lệ quỷ kêu gào. Uy lực của nó cũng cực kỳ cường hoành, chém ra một đao liền chém đứt dải tiên hà. Cho dù là hào vũ tinh không cũng bị nó chém cho vỡ vụn. Sở Linh Ngọc vẫn như cũ, chưa từng nói câu nào, bước liên tục nhẹ nhàng, giết tới trước một tôn thánh nhân. Ngón tay ngọc óng ánh khép lại, trên đó có kiếm khí quanh quẩn, lộng lẫy mà tịch diệt. Thánh nhân kia bị trảm diệt ngay tại chỗ. Thấy thế, còn lại 8 tôn thánh nhân nhất thời biến sắc. Trong một cái chớp mắt này, Sở Linh Ngọc lại lần nữa giết tới, thân hình như dị thường. Đợi tới khi rời đi, tôn thánh nhân thứ hai đã tan thành mây khói, nguyên thần cũng khó tránh thoát khỏi tử kiếp, đơn giản chỉ lưu lại một tiếng gào thét thảm thiết. Một màn kế tiếp liền đầy đủ dọa người. Sở Linh Ngọc mỗi lần đến một nơi đều có một tôn thánh nhân bị trảm diệt, không một người nào có thể chống nổi một chiêu trong tay nàng. Kỳ vương nhìn đều sững sờ. Máu tươi nhuộm đầy tinh không, bên trong xương máu tràn ngập, một tôn thánh nhân cuối cùng cũng khó thoát được ách nạn. Mãi đến lúc này, Sở Linh Ngọc mới từ hư thiên phiêu nhiên hạ xuống, chậm rãi mà đến. Đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại,
nhìn xem Cơ Tuyết Băng. Tựa như nhận ra Cơ Tuyết Băng, cũng giống như nhìn ra vấn đề của nàng là xảy ra ở đâu. Từ trên thân Cơ Tuyết Băng, nàng thu lại ánh mắt, nhìn về phía Diệp Đại Hào bên cạnh thân. Lập tức, lông mày xinh đẹp nhíu lại càng sâu hơn. Chẳng biết tại sao, Diệp Đại Hào cũng khiêu khích trời cao, mà lại thiên khiển so với Cơ Tuyết Băng còn mạnh mẽ hơn. Đợi tới khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Diệp Đại Hào, tâm thần của nàng không hiểu nổi. Trong một cái chớp mắt, chợt hoảng hốt, một cổ cảm giác quen thuộc tự nhiên sản sinh. Rõ ràng đã từng gặp qua ở nơi nào đó, nhưng dù sao nàng cũng không vực dậy nổi ký ức, chỉ biết nhìn xem mặt anh thấy rất quen mắt. Ta nói này, mỹ nữ, nếu không trước tiên đem cấm chế của ta giải khai đi được không? Kỳ Vương tròn mắt nhìn Sở Linh Ngọc. Chính vị thánh nhân bị tiêu diệt một cách tùy tiện, hắn còn bị bí pháp phong cấm trói buộc thân thể. Sở Linh Ngọc không nói câu nào, một bên nhìn chằm chằm Diệp Đại Hào, một bên tùy ý phất tay hóa giải cấm chế của Kỳ Vương. Ta đã nói rồi, con lừa ta là một người hiền lành, tự nhiên là có thiên tướng mà. Kỳ Vương không cần mặt mũi, nhếch miệng cười to bay nhảy. Quá thực, bốn cái vó lừa nhảy cẩn trên hư thiên rất là không đứng đắn. Lần này bảo bối còn không trả lại cho ta sao? Lượn qua một vòng trên hư thiên, con hàng này mới chạy trở về, hai con mắt lừa nhìn trừng trừng túi trữ vật của Diệp Đại Hào. Lần này nếu không phải là có ta, ngươi đã sớm đi bán muối rồi đó. Lão tử không tìm ngươi lấy thù lao, đem trữ vật linh đan còn lại của ta trả lại cho ta là được. Sẽ không thiếu của ngươi đâu. Diệp Đại Hào truyền âm một tiếng, liền lại lâm vào trong yên lặng. Thần thức chi nhãn vẫn không quên nhìn thoáng qua Sở Linh Ngọc. Nàng vẫn còn đứng ở đó, lẳng lặng nhìn anh chằm chằm. Đêm đen lại lâm vào yên tĩnh. Phiến thiên địa này được Sở Linh Ngọc thiết hạ kết giới để tránh lại có người chạy tới quấy rối. Lại nhìn về Diệp Đại Hào cùng Cơ Tuyết Băng, thần sắc đã không còn vẻ đau khổ quá nhiều. Có lẽ là đã vượt qua thời khắc gian nan nhất. Giờ phút này đều như cỏ khô đang khôi phục. Khôi phục lại chỉ là vấn đề thời gian. Đến giữa đêm khuya, hai người mới tuần tự mở mắt. Một hơi khí tức vẫn đục theo nhau phun ra tới. Ây da, kém chút liền quỳ rồi. Diệp Đại Hào bỗng hung hăng xoay xoay cổ, xoay người nhảy dựng lên. Làm giật mình suýt chết à. Cơ Tuyết Băng nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ mong lần sau cũng may mắn như vậy. Giao Trì, người quá mức làm loạn rồi à. Sở Linh Ngọc mở miệng, trong mắt còn có chút lo lắng. Giao Trì sao? Diệp Đại Hào sững sờ, vô thức nghiêng đầu, thần sắc sững sờ, nhìn xem Cơ Tuyết Băng. Thế nào, đều đã cùng ta trải qua trên giường, còn không biết ta hay sao? Cơ Tuyết Băng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Nhưng có thể là ngày đó đêm đêm quá tối, ta chả thấy gì.